Xin chào các bạn, hôm nay Bun sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ái tình chưa dứt. Trước khi lắng nghe audio, các bạn nhớ like và share cho Bun nha. Còn bây giờ, mời các bạn đến với tập 25 của bộ truyện. Sau khi dùng cơm xong, lúc ba người cùng ngồi xuống bàn luận kế hoạch của áp, bầu không khí vừa mới có hơi hoàn toàn được một tí, một lần nữa là trở nên nghiêm túc. Mấy ngày nay, Văn Kha dường như đã dứt khoát điều chỉnh hẳn hò lại toàn bộ kế hoạch của mình. Khi anh mới vừa cất tiếng, còn không tự chủ được mà cảm thấy miệng lưỡi có hơi khô khan. Phó tiên sinh, dựa theo buổi thảo luận lần trước của chúng ta, những ý kiến mà cậu đề xuất chủ yếu tập trung ở hai phương diện. Một là bản kế hoạch này không có gì thay đổi, hai là gần 4 hay 5 câu hỏi trắc nghiệm quá là rườm rà và phức tạp. Sau đó tôi đã trở về suy nghĩ rất lâu, cũng cảm thấy thật sự những nhận xét của cậu đều là đúng cả. Ừ, Phó Tiên Vũ đáp lại cũng không nhiệt tình cho lắm. Rõ ràng là cho dù Văn Kha có đồng ý với ý kiến của cậu ta thì Phó Tiểu Vũ cũng không quá quan tâm, lập tức cắt ngang chủ đề. Trong điện thoại của anh nghe nói đã có rất nhiều chỗ thay đổi, đó là những điều gì? Đúng, đúng. Văn Kha gật đầu một cái, anh không nhịn được nữa mà muốn hít sâu một hơi rồi mới tiếp tục. Là như thế này, tôi đã nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng mới quyết định lấy hai đề xuất của cậu kết hợp lại với nhau để giải quyết. Omega trước mặt so với anh trẻ hơn rất nhiều, đồng thời quanh người cậu ta cũng toát lên sức mạnh của sự giỏi giang. Chỉ cần nói đến chuyện công việc nghiêm túc, đôi mắt kia liền ánh lên một nét đường kỹ lưỡng, khiến cho người khác có lại cảm giác căng thẳng không chỗ che đậy. Kết hợp với nhau để giải quyết là như thế nào? Ừ, đúng vậy. Văn Kha mở quyển kế hoạch đã in ra xong xuôi, anh ngừng lại một lát, tổ chức lại những mạch suy nghĩ của mình, sau đó mới từ từ mà nói. Tôi nghĩ 4 hay 500 câu hỏi trắc nghiệm đúng là đã quá đề cao sản phẩm của mình. Ngay một lúc đã là dồn một đống câu hỏi như vậy cho người sử dụng, chính là tự mình chặn lại cánh cửa đến với nhiều khách hàng hơn. Xét trên góc độ thương mại đúng là không thể nào làm được như vậy. Ở thời điểm này, tôi và Hứa Gia Nhạc đã bàn bạc cẩn thận lại với nhau. Cậu ấy vẫn cảm thấy chúng ta làm như này có thể thỏa hiệp với thói quen của người sử dụng. Vẫn nên cố gắng làm ra được một bản trắc nghiệm có tính chuyên nghiệp cao hơn thì tốt hơn. Tôi đã tổng hợp những ý kiến đề xuất mà suy tính một lần, thế nên bất chợt nảy ra một ý tưởng. Không bằng như thế này, dứt khoát biến những câu hỏi trắc nghiệm chuyên nghiệp phức tạp đó trở thành thay đổi mấu chốt của sản phẩm. Ý này là như thế nào? Phó Tiểu Vũ dường như đối với ý tưởng của Văn Kha nảy sinh hứng thú mà hỏi tới. Sàng lọc là những câu hỏi trắc nghiệm, chỉ giữ lại những câu hỏi đắt giá, Văn Kha nói, cho đến khi bớt đến khoảng còn khoảng 50 câu mà thôi. Ừ, ngưỡng của khởi đầu đã được hạ thấp. Phó Tiểu Vũ gật đầu một cái. Đúng thế, tất cả người sử dụng khi đăng ký tài khoản app sẽ phải trả lời những câu hỏi chưa tới 50 câu. Còn số này sẽ không khiến cho khách hàng nản lòng chùn bước, mà vẫn có thể đánh giá được tâm lý bước đầu tiến hành với ghép đôi. Thông qua biện pháp hạ thấp cánh cửa kiểm tra bước đầu, tôi có thể hấp dẫn người khác sử dụng đến trải nghiệm của app mình hơn. Và nội dung toàn bộ phần này đều là miễn phí. Vậy sau đó thì sao? Bước đầu chúng ta sẽ làm như vậy để tăng số lượng nhóm người sử dụng đến mức cao nhất, sau đó mới phân chia toàn bộ những câu hỏi trắc nghiệm thành những modem riêng lẻ như là ảnh hưởng từ gia đình, trải nghiệm tình cảm, rồi dựa vào đó mà biến thành những model có thể trở thành quan thông để chính thức bước vào app. Để người sử dụng biết rằng càng giải được nhiều câu hỏi thì mức độ chính xác càng cao. Cho nên thực tế là trong app của chúng ta vẫn đầy đủ 500 câu hỏi, nhưng thay vì dồn một đống thì ngay từ đầu như thế này chúng ta sẽ chia nhỏ ra. Mà càng về sau, những trắc nghiệm tâm lý càng phức tạp hơn, cho đến đây chúng ta vừa vặn có thể dùng để thu phí. Văn Kha nói đến đoạn này, tự nhiên là có cái cảm giác suy nghĩ của mình càng lúc càng được nói ra một cách thuần thạo hơn. Anh uống một ngụm nước rồi phân tích mà nói rằng, thông qua thiết kế như vậy, chúng ta có thể đơn giản hóa được con đường cho người sử dụng. Sau khi họ đăng nhập vào lần đầu tiên, sẽ trải qua nội dung chọn lọc hoàn toàn miễn phí. Đến khi bị hấp dẫn rồi, sẽ bỏ tiền ra từng bước mở ra những nội dung phía sau. Đối với những người sử dụng đã hoàn toàn bộ trắc nghiệm như thế này, cũng sẽ công nhận được quyền lợi cao hơn. Làm như vậy, chúng ta không phải hy sinh tính chuyên nghiệp của app, mà trái lại còn có thể sử dụng giá trị như thế này là duy nhất mà mang đến lợi nhuận, vạn cả đôi đường. Thế nên anh cho rằng người sử dụng bằng lòng bỏ ra tiền để hoàn thiện 500 câu hỏi này hay sao? Giọng điệu của Phó Tiểu Vũ trong thoáng chốc cũng không nghe ra được là tán đồng hay là phủ định. Tôi cảm thấy... Văn Kha không khỏi ngần ngại lại một chút. Anh đương nhiên biết rằng trong vấn đề kinh doanh này bản thân không bằng Phó Tiểu Vũ. Sau khi nghe thấy câu nói ba phải nào cũng là một cảm giác, nhưng đây phải đối mặt với câu trả lời của giáo viên mà thoáng chốc đã có ý định đánh lui.
Trước đây lúc còn đi học, anh rất ít khi có cảm giác như vậy, bởi vì khi đó anh tin tưởng bản thân của mình đúng là 100%. Chỉ là sự tự tin này theo năm tháng đã bị bay một đi không ít, vì thế anh đã dần trở nên sợ trước sự sợ sau. Sợ hoang mang do dự của lúc này cũng đã thành chuyện bình thường. Khi Văn Kha một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt sắc sảo của Phó Tiểu Vũ, từ trong đáy lòng anh lại chợt dấy lên một dòng cảm xúc không được thua mãnh liệt cho lắm. Phó Tiểu Vũ không có gì nghi ngờ, chính là kiểu Omega ưu tú nhất, nhưng mà anh cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình. Tôi cảm thấy sẽ là như vậy, Văn Kha nghiêm túc mà nói, chỉ cần chúng ta có thể khiến người sử dụng cảm thấy đáng giá. Vậy anh định làm như thế nào để họ cảm thấy đáng giá và có thể bỏ tiền? Ngay từ khi sử dụng chế độ miễn phí của app, người sử dụng có thể tự mình trải nghiệm. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là dựa vào tính chuyên nghiệp. Văn Kha rặn từng chữ mà nói, muốn người sử dụng tin tưởng vào sự chuyên nghiệp của những câu hỏi trắc nghiệm này, vậy thì việc được ủng hộ từ đơn vị chuyên nghiệp và chứng nhận là phương thức trực tiếp nhất. Điều này thì đương nhiên rồi, tôi biết những câu hỏi này đều được đến từ những kiến sĩ như Hứa Gia Nhạc đây, mà còn đã theo học ở ngành đại học MA. Nhưng nếu như ngôi trường đó tùy tiện ủng hộ một app, thì tôi nghĩ rằng đó là một chuyện mơ tưởng hão huyền. Phó Tiểu Vũ nói rất thẳng thắn, quá là rất khó. Văn Kha gật đầu một cái, thế nhưng cũng không hoảng hốt, anh tiếp tục nói. Trừ khi ứng dụng này có thể được sử dụng ở đại học MA có một vài liên kết. Chuyện đó rất khó, Phó Tiểu Vũ lắc đầu một cái, không hề che giấu và phủ nhận của bản thân. Trường đại học MA là ngôi trường nổi tiếng đẳng cấp thế giới, cho dù anh có được mối quan hệ từ phía tiến sĩ Hứa, cũng khó có thể đánh động được đến bên đó. Phó tiên sinh, cậu hiểu nhầm ý của Văn Kha rồi. Hứa Gia Nhạc khẽ lên tiếng. Cậu ấy nói đến sự liên kết này không phải là muốn ám chỉ đến mối liên hệ giữa tôi và trường đại học MA, mà là cung cấp được những giá trị chinh chứng của nó. Đại học MA là ngôi trường nằm ở tuyến đầu, đều khó không sai, cho nên tiền bạc và lợi ích kinh doanh mà app mang lại đến cho bọn họ vốn không quan tâm. Duy nhất chỉ có giá trị của học thuật mới là điều bên đó cảm thấy hứng thú. Văn Kha cũng giải thích thêm. Từ chỗ của Hứa Gia Nhạc biết được rằng và giáo sư có khoa học nhân học, loại học đang tiến nghiên cứu chuyên sâu đối với những mối liên kết tình cảm giữa alpha và omega, trong đó còn có một người vốn là giáo viên hướng dẫn của Hứa Gia Nhạc. Trong bối cảnh thời đại mới, con người khi tìm kiếm bạn đời của mình thì liệu mức độ ỷ lại vào độ phù hợp của tin tức tố có thay đổi hay không, còn có nguyên nhân đằng sau và những sự thay đổi khiến cho những con người làm nghiên cứu trong lĩnh vực này cảm thấy đau đầu, đương nhiên cũng sẽ hấp dẫn ánh mắt của những người thuộc học giả của trường đại học MA. Ừ thì sau đó thì sao? Phó Tiểu Vũ khẽ khép mắt lại và hỏi. Phó tiên sinh, cậu thử nghĩ đến điều này, nếu ứng dụng hẹn hò này hoàn toàn không bao gồm modem ghép đôi từ tin tức tố mà vẫn có thể được đưa ra thị trường, nếu như thế có thể giành được thành công trên phương diện thương mại. Vậy thì không phải là đang nói tính quan niệm về nhu cầu của con người đang thay đổi hay sao? Ánh mắt của Văn Kha sáng bừng lên, lại nhấn mạnh từng chữ rồi và nói rằng càng quan trọng hơn nữa là app này có thể cung cấp cho trường đại học MA một phương pháp nghiên cứu thông qua sự lựa chọn của những người tham gia sử dụng. Bên đó có thể tiếp cận được với một lượng lớn dữ liệu gốc hoàn toàn đầy đủ, không bị nhiễm tạp, gần như là đạt được mức độ nhưng cho phòng thí nghiệm. Bộ dữ liệu này đối với bản thân giới học thuật mà nói chính là báu vật vô giá. Cho nên tôi đã nhờ Hứa Gia Nhạc hỗ trợ liên lạc với thầy hướng dẫn của cậu ấy để trao đổi một lần về bản kế hoạch này cũng như là nguyện vọng được hợp tác. Chúng tôi sẽ cung cấp những dữ liệu có giá trị về học thuật cho trường đại học MA, đổi lại bên đó sẽ trở thành hậu thuẫn cho app của tôi, giống như là chúng tôi định ra những câu hỏi trắc nghiệm này và cả công phân tích sau này. Tất cả mọi người đều biết khoa học nhân học và khoa học ứng dụng tâm lý của trường đại học MA đều là hàng đầu thế giới. Thông qua hình thức hợp tác chính thức như vậy, chúng ta thậm chí không cần nói bất cứ điều gì. Đại học MA vẫn là có thể giúp chúng ta chứng minh được sự chuyên nghiệp của app. Người sử dụng đương nhiên cũng sẽ vì thế mà tin tưởng hơn vào tính chính xác cũng như là những câu hỏi trắc nghiệm. Như vậy, ứng dụng này sẽ trở thành app đầu tiên của trường đại học MA công nhận. Phó Tiểu Vũ trong thoáng chốc không khỏi giật mình, cậu ta im lặng mà lát rồi mới nói. Bọn họ sẽ đã đồng ý hay sao? Đại học MA rất hứng thú với sự hợp tác này. Lần này Hứa Gia Nhạc trả lời. Trong khoa đương nhiên vẫn còn phải bàn bạc với trường, nhưng theo như những gì mà tôi biết được thì có thể là rất lạc quan. Kế hoạch hợp tác này anh nghĩ sẽ ra sao? Phó Tiểu Vũ bỗng nhiên không nhịn được nữa mà hỏi như thế. Cậu ta không có cách nào che giấu đi sự ngạc nhiên đến mức kinh ngạc với bản thân. Ừ đúng vậy, Văn Kha chậm rãi và nói.
Trước đây thực ra tôi cũng không nắm chắc được, bởi vì sự thật là bản thân từ trước đến nay cũng không có kinh nghiệm hợp tác với thương mại như thế này. Huống chi đây còn là bàn bạc với những đơn vị hàng đầu như trường đại học MA, đương nhiên cảm thấy là không đủ sức. Thế nhưng sau đó tôi đã nghĩ rằng thực ra suy nghĩ của mình có điểm chung với trường đại học MA, cho dù là có như thế nào đi chăng nữa, tôi cũng phải thử xem sao. Điểm chung là gì? Phó Tiểu Vũ không hiểu và hỏi. Tôi nghĩ đó là sự tò mò, là kiểu tò mò đối với tình cảm của con người, Văn Kha lẩm bẩm mà nói. Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, trong ánh mắt xẹt qua đường những tia cảm xúc phản tác lại dịu dàng. Văn Kha ngừng lại một lúc trong thoáng chốc rồi mới tiếp tục. Chúng ta đến cùng có sự nhìn nhận như thế nào về tình yêu? Một con người vì những điều gì mà lại yêu một cá thể khác và sinh mệnh khác? Thực sự vì chỉ vì tin tức tốt hay sao? Hay còn vì là vẻ bề ngoài? Hay là vì những thứ xấu xa khác nữa? Chúng ta nên làm thế nào mới có tìm ra được cho mình câu trả lời như thế này? Thế rồi sau khi tìm hiểu được cái đó, thì tôi là làm như thế nào mới có thể tìm thấy được tình yêu? Tôi và những người học giả giỏi ấy đều rất tò mò, muốn tìm ra được đáp án cho những câu hỏi này. Vì thế, dựa vào phần cảm xúc chân thành này nên tôi mới nghĩ ra được phương án hợp tác như vậy. Tôi muốn tìm thấy hay là nói tiếp cận được câu hỏi hay là câu trả lời của những khúc mắc của mình. Có lẽ điều này cũng là một phần trong ý nghĩ của app. Phó Tiểu Vũ nhìn vào vẻ mặt bình tĩnh và kiên định của Văn Kha, nhất thời trong lòng cậu cũng bỗng nhiên tràn dâng một cảm giác không nói được thành lời. Công danh lợi lộc với cậu mà nói đã quá cụ thể và rất là thẩn thực, đương nhiên sẽ không hiểu được về những điều ly kỳ như thế này, cho nên đổi lại thành chính có lẽ là Phó Tiểu Vũ sẽ không nghĩ ra được một kế hoạch hợp tác như vậy. Đây là lần đầu tiên trước mặt của Văn Kha, Phó Tiểu Vũ cảm thấy suy nghĩ của mình cũng có chỗ hạn chế và thiếu sót. Omega trước mặt thần thái ôn hòa, giỏi nấu ăn, dáng vẻ thoạt nhìn chỉ thuộc về những công việc bình dân trong gia đình. Thật ra cũng không thể nói Phó Tiểu Vũ ghét Văn Kha, nhưng mà trước đó cậu đã chưa từng xem anh là một người có thể đứng ngang hàng nói chuyện với sự nghiệp của mình. Nhưng ngay tại giây phút này, Phó Tiểu Vũ bỗng trở nên chân thành, cảm thấy Văn Kha khác hẳn với mọi người. Anh thông minh, trí tuệ kia chẳng hề sắc bén, có lúc còn thiếu sót một chút nhìn nhận về kinh doanh và kinh nghiệm thực tiễn, nhưng sự thông minh của anh rất là hiếm có, của anh là hiền lành và nhân hậu. Tôi phải thừa nhận rằng bản kế hoạch lần này đã hoàn thiện hơn rất nhiều, app có thể nói là một sản phẩm rất đặc biệt. Phó Tiểu Vũ rốt cuộc cũng mở lời, Văn Kha nghe đến đây tâm trạng không nói ra một chút kích động. Đây là lần đầu tiên có một chút hứng thú, anh cũng cảm thấy rất là mãn nguyện. Nhưng mà cậu ta ngay lập tức lại trầm ngâm, Phó Tiểu Vũ cúi đầu xuống, nhấp một ngụm rượu vang trong ly của mình, sau đó giọng trầm thấp và nói: "Thế nhưng tôi vẫn chưa có thể thuyết phục bản thân mình để đổ tiền vào đầu tư." Văn Kha nhất thời giật mình. "Vì sao?" Anh không khỏi có một chút thất vọng. "Vấn đề mạo hiểm." Phó Tiểu Vũ khẽ nói, kết cấu của mẫu app này so với những app hẹn hò khác trên thị trường quả thực là khác biệt. Bản thân có một lần là đi đó đi riêng đương nhiên không thể coi như là toàn bộ khuyết điểm được, nhưng việc không thể chế được mức độ mạo hiểm mới là mấu chốt của vấn đề. Nhưng mà Văn Kha biết rõ bản thân đối phương ở phương diện này thực sự là còn non lắm, nhưng anh vẫn cố gắng phân tích. Sản phẩm đặc biệt có tính sáng tạo, chẳng lẽ không có giá trị vì trên thị trường hay sao? Mặc dù có mạo hiểm, nhưng một khi đã thành công, lợi nhuận thu về sẽ càng là một con số lớn. Tôi biết mối quan hệ mạo hiểm và lợi ích, cũng hiểu cách anh nghĩ, nhưng anh phải biết rằng app không phải là chỉ sáng tạo mà thôi, ngay cả trên căn bản sản phẩm này mang tính chất cách mạng rồi. Hơn nữa, sự lật đổ này không chỉ khoanh vùng trong phạm vi và ứng dụng hẹn hò trên thị trường, mà còn nhắm tới truyền thông xã hội ở phương diện tình yêu và hôn nhân, cũng với các giá trị khách quan khác. Nếu như đưa sản phẩm này lên thị trường, cho dù có công ty cố vấn đầu tư chỉ sợ rằng cũng khó có thể dự đoán được rằng mà khả năng thu được lợi nhuận. Cái tôi e ngại không phải chỉ là mạo hiểm, mà bởi đây là sự liều lĩnh chưa từng có tiền lệ để có thể tính toán được trước, đồng thời cũng hoàn toàn không thể khống chế nổi. Trong thoáng chốc, Văn Kha không biết nên làm gì để tiếp tục tranh thủ cơ hội của mình. Tuy không cam lòng, nhưng anh vẫn cảm thấy có sự cứng nhắc của Phó Tiểu Vũ rất là thực tế. Nếu mạo hiểm có thể dự đoán và tính toán được trước, vậy thì cũng không còn quá đáng sợ nữa. Thế nhưng là nhà đầu tư, điều mà họ không thích động vào nhất có lẽ chính là sự kiêng hạng mục mà mình không thể nắm chắc được chút nào như thế này. Phó tiên sinh, thật ra phải cậu ngay từ đầu đã không đồng ý hay lắm với giá trị cốt lõi của app này hay không? Hứa Gia Nhạc vẫn luôn lắng nghe từ đầu đến giờ, giờ lại đột nhiên đột ngột mà nói một tiếng. Phó Tiểu Vũ quay đầu ra đáp lại, anh là có ý gì? Tôi đổi một cách nói khác vui vẻ hơn nhé. Ví dụ như bây giờ cậu mang vai trò là một người lựa chọn sử dụng app như thế này, cậu sẽ chọn app hay là một app hẹn hò khác?
Phó tiểu vụ cũng rất bình tĩnh và nói, nếu như là tôi, chắc chắn tôi sẽ chọn app nào có căn cứ ghép đôi từ những dữ liệu cơ bản. Hứa Gia Nhạc cùng với Văn Kha liếc mắt nhìn nhau một cái, qua một lát, anh ta mới thử thăm dò và khẽ hỏi. Vậy nên cậu tin rằng chỉ cần là một app có độ khớp cao hơn với bản thân là cậu sẽ yêu người đó đúng không? Phó tiểu vũ không khỏi yên lặng, có lẽ câu hỏi này với cậu ta mà nói là quá riêng tư, bởi vậy phải do dự trong thoáng chốc mới có thể trả lời. Tôi tin rằng Alpha có tin tức tố đang ở đẳng cấp cao, cùng với độ khớp của mình cũng đủ cao, thì đó chính là sự lựa chọn thích hợp nhất cho bản thân mình. Cậu ta rất tế nhị mà thay đổi cách dùng từ trong câu hỏi của Hứa Gia Nhạc. Mặc dù chỉ là chi tiết nhỏ, thế nhưng với người đã quen với làm nghiên cứu của Hứa Gia Nhạc, đương nhiên sẽ là nhận ra ngay, anh ta như có điều gì suy nghĩ khác mà híp mắt lại một chút. Đối với tôi mà nói, thông qua dữ liệu trực tiếp giải thuật toán ghép đôi, quá trình này chính là đơn giản nhất của sự hiệu suất nhất. Cách nghĩ của tôi quả thật là không lãng mạn, cũng có sự khác biệt đối với hai người, nhưng đây là lựa chọn cá nhân của tôi, sẽ không ảnh hưởng đến phán đoán kinh doanh của bản thân. Phó tiểu vũ gằn từng chữ mà nói. Thế mà các anh muốn khiêu chiến quá xa, mà tôi là hy vọng sản phẩm mình đầu tư chỉ đơn thuần là một cái món hàng, nó còn phải phù hợp với giá trị và hướng đi của cả thị trường, chứ không phải chỉ là một phòng thí nghiệm mang tính lý tưởng hóa xã hội. Tôi biết anh có thể nghĩ đến việc khác và hợp tác với đại học MA đã là rất là đáng nể rồi, nhưng đối với ý của tôi, ý nghĩa đó hợp tác hay là không hợp tác chỉ mang tính chất học thuật, còn điều mà tôi coi trọng nhất là sự hợp tác này là mang đến giá trị có bao nhiêu, hình thức, lợi nhuận mà thôi. Có lẽ lần này Phó Tiểu Vũ đã nói việc hợp tác với đại học MA giống như là một chiêu trò mánh lừa, cho nên đã khiến sắc mặt của Hứa Gia Nhạc nhất thời trở nên lạnh lùng, cũng không nói gì nữa. Văn Kha lại càng cảm thấy bầu không khí căng thẳng giữa hai người này, không khỏi có hơi sốt ruột. Anh bỗng nhiên hiểu ra được đánh giá trước đây của Hứa Gia Nhạc dành cho Phó Tiểu Vũ. Còn người này so với nói là cậy mạnh, không bằng từ đầu đến cuối đều là sự đặt lợi ích bản thân của mình. Cậu ta phải thực tế, thiết thực và đặt lý trí lên mức cao nhất. Cái này cũng không thể nói là được là khuyết điểm hay là lớn gì, chỉ có điều hoàn toàn đối nghịch với là Hứa Gia Nhạc. Cậu bạn này của anh thoạt nhìn có hơi lười nhác, trên thực tế lại là người dòng dõi tư bản mạnh mẽ, công thế gia tư ẩn đi con đường thăng quan tứ phúc của mình. Người như thế không những chỉ có lãng mạn mà còn từ đầu tính xương cốt, còn là một sự kiêu ngạo và tính khí riêng. Người như anh như vậy mà lại ở chung với lại một phó tiểu vũ chính là mệnh tuổi không hợp nhau. Tôi hiểu, Văn Kha nhanh chóng lên tiếng. Tôi thực sự hiểu rõ mối băn khoăn của cậu Phó tiên sinh. Thực sự không thể cân nhắc lại về hệ thống tính độ khớp dựa trên những cơ sở dữ liệu hay sao? Dù sao phương thức đó cũng có thể dùng song song cùng với hệ thống mà anh thiết kế. Phó tiểu vũ chăm chú nhìn vào Văn Kha, lại nghiêm túc hỏi một lần. Cho dù như vậy, tính mạo hiểm sẽ nhỏ đi rất nhiều. Tôi... Văn Kha im lặng một lúc. Thật ra anh cũng không có gì để ghét Phó Tiểu Vũ, trong nháy mắt đó dường như lại còn cảm thấy cậu ta đang xác nhận suy nghĩ của bản thân mình. Chỉ cần anh ta nói để chắc chắn, Phó Tiểu Vũ thậm chí sẽ chấp nhận bản kế hoạch này. Tôi sẽ không nghĩ lại đâu. Nhưng cuối cùng Văn Kha chỉ nói như vậy, giọng điệu của anh rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất bình tĩnh. Đương nhiên là anh rất muốn nhận lời đồng ý đầu tư của Phó Tiểu Vũ, nhưng sau khi trải qua quá nhiều chuyện trong cuộc đời của mình, Văn Kha đã trở nên kiên định hơn trong tưởng tượng của người khác rất nhiều. Anh bây giờ đã biết rõ ràng bản thân cái gì, vậy nên cũng hiểu mình phải kiên trì để vì điều gì nhất. Phó tiên sinh, nếu sử dụng song song hai hệ thống cho app mất đi tính cách mạng của bản thân, cũng như sẽ mất đi ý nghĩa đặc biệt nhất, trong lòng tôi quả thật cũng có giá trị mà mình muốn kiên trì. Trên thị trường không thiếu những app có thể dùng những dữ liệu bình thường, con người có thể tìm thấy con đường tình yêu của mình. Thế nhưng lại có rất ít những điều kiện con người thông qua việc hiểu rõ bản thân của mình, hiểu rõ lẫn nhau để thăm dò tìm kiếm con đường đó. Tôi biết cậu không thích một cuộc thảo luận về sản phẩm thương mại như vậy, nhưng chắc chắn những phương diện đó. Nhưng mà... Văn Kha suy nghĩ một chút, tìm từ ngữ để giải thích, rồi mới khẽ nói. Nhưng mà tôi luôn cảm thấy một sản phẩm thành công đương nhiên cần phải theo đuổi việc sinh ra lợi nhuận kinh tế. Nhưng đối với một sản phẩm xuất sắc, có lẽ trên con đường mưu cầu lợi ích đó, phải nhìn mọi thứ sâu sắc hơn một chút. Nói một cách lớn lao thì nếu có thể ủng hộ cách nhìn nhận của chúng tôi về tình yêu và hôn nhân trong giai đoạn này cũng như là những suy nghĩ khác biệt trong văn hóa giữa hai giới, vậy thì thực sự rất có giá trị xã hội. Phó tiểu vũ chỉ lắc đầu một cái nhưng cũng không lên tiếng, bầu không khí nhất thời trở nên lúng túng. Hay hay là hôm nay chỉ thảo luận đến đây thôi. Hứa Gia Nhạc đặt ly rượu xuống, khẽ mỉm cười, nhưng đôi mắt phía sau mắt kính lại có một chút lạnh nhạt. Anh ta nói với Văn Kha. Tôi thấy Phó tiên sinh cũng sẽ không chấp nhận ý nghĩa của căn bản của app này, điều này cũng không thể gượng ép được. Ừ, đúng là muộn quá rồi.
Văn Khai gật đầu một cái, anh đương nhiên hiểu rằng cuộc nói chuyện hôm nay nếu có tiếp tục cũng không có ý nghĩa nào cả. Bên này Phó Tuyển vụ cũng đã đứng lên, nhưng trước khi rời đi, cậu ta vừa mặc lại cái áo khoác, nhưng như có điều gì đó ngợi khen, lên tiếng. Như vậy đi, thật ra trước khi tới đây tôi đã thử trao đổi với vài bên có liên quan trong lĩnh vực này. Văn tiên sinh, anh có biết công ty truyền thông tên là Lam Vũ hay không? Ừ, tôi biết. Văn Kha không khỏi ngẩng người ra một chút, nhưng cũng lập tức đáp lại. Anh đương nhiên là biết Lam Vũ rồi, đó là đơn vị hàng đầu nắm giữ trong tay tài nguyên vô cùng hùng hậu, có kinh nghiệm nhất thời trên phương diện phát hành những ứng dụng trong nước và nước ngoài, đồng thời cũng là đại lý cao cấp cho Facebook và Google tại thị trường Trung Hoa. Lam Vũ hiện tại cũng đang mở rộng nghiệp vụ của bản thân, bọn họ không chỉ muốn thỏa mãn với phương diện là nhà phát hành mà cũng muốn nhúng tay vào thị trường phát triển app tiềm năng như thế này, ứng dụng hẹn hò đương nhiên cũng là một trong số đó. Tôi có thể giúp anh kết nối với bên đó, xem bọn họ có ứng thú với app của anh hay không. Thật, thật ư, thật sự là Lam Vũ sao? Cả người của Văn Kha đều có hơi choáng váng khi nói chuyện không khỏi khớp lắp bắp. Điều này thực sự nằm hoàn toàn ngoài sự dự tính của anh. Phó Tuyển vụ thậm chí còn có thể giao thiệp với cả Lam Vũ, hơn nữa còn bằng lòng giúp anh liên lạc. Chuyện này quả thực là có một bất ngờ to lớn. Phải biết rằng sản nghiệp của Lam Vũ trên phương diện này hoàn toàn xứng đáng nằm trong top 3. Không chỉ mát tay phát hành mà một app trước đó còn vô cùng bùng nổ với số lượng. Trước đây đương nhiên là hoàn toàn không thể nghĩ đến mà mình có thể thể hiện liên lạc với công ty tầm cỡ như thế này. Đúng vậy, công ty của bọn họ hiện tại cũng đang đặt ra tòa tháp đôi ở khu Bắc Thành, vậy nên tôi mới quen biết với giám đốc kinh doanh bên đó. Nhưng công việc ở Lam Vũ rất bận rộn, tôi chỉ có thể xem mình có thể tranh thủ được cơ hội nào hay không để anh gặp mặt nói chuyện một lần nữa mà thôi. Phó Tuyển vụ nói đến đây, đè ngừng lại một chút, sau đó mới nói tiếp. Hơn nữa còn có một việc tương đối là đáng để ý, chính là Lam Vũ cũng đang bàn bạc phát triển một app hẹn hò với công ty khác, chỉ là trước mắt vẫn chưa quyết định hình thức. Anh cũng biết đấy, một công ty thành công không chỉ là một lúc có đẩy hai sản phẩm tính chất tương đồng ra thị trường, điều này sẽ là đương nhiên. Nói một cách đơn giản thì nếu anh muốn tranh thủ cơ hội hợp tác cùng với Lam Vũ thì app của đối phương chính là đối thủ cạnh tranh của anh. Thế cậu có tìm hiểu gì về app của bên kia hay không? Văn Kha cảm thấy lòng bàn tay của mình đã đổ mồ hôi một chút khi nói ra khỏi miệng câu nói kia, mới nhận ra nói như thế cũng không ổn cho lắm. Anh bèn nhanh chóng bổ sung. Xin lỗi, cái này có lẽ là thông tin bảo mật của bên Lam Vũ phải không? Ừ, cụ thể như thế nào bên đó chắc chắn sẽ không nói tới đâu. Phó Tuyển vụ nhìn Văn Kha mà nói một cách rất bình thản. Thế nhưng tôi biết được tên của công ty đó là Khoa học Kỹ thuật Viễn Đăng. Văn Kha lập tức hoàn toàn nghe dại, ngay cả Hứa Gia Nhạc cũng không nhịn được mà nhăn mày lại. Khoa học Kỹ thuật Viễn Đăng, đó không phải là công ty của Trác Viễn hay sao? Đến đây thì tập 25 của bộ truyện Ái tình chưa dứt đã kết thúc rồi. Nếu hay các bạn nhớ like và share cho Bun nha. Còn nếu đây là lần đầu tiên bạn đến với kênh Đam Mỹ Tường Truyện, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và chút chuông nhỏ nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ tất cả các audio nào chúng mình sẽ ra trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!